TikTok Short Reel nó vẫn đang là công cụ giúp hàng ngàn người ở ngoài kia trở nên giàu có từ việc làm sáng tạo nội dung. Chắc hẳn các bạn đã nghe đến những phiên livestream hàng chục tỷ, những hợp đồng booking hàng trăm triệu hay kiếm tiền từ affiliate đều đặn hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Có thể nói đây là cái thời đại của Creator Economy, khi mà quy mô của ngành này có thể ước tính đạt 300 tỷ đô vào năm 2026. Những con số nghe thật là hấp dẫn đúng không? Nhưng có một tin vui và một tin buồn mình muốn nói cho các bạn. Tin buồn đó là đây không phải là ngành nghề phù hợp với đại đa số mọi người. Mà dĩ nhiên rồi, làm gì có nghề nào mà phù hợp với tất cả mọi người chứ. Bên cạnh đó là cái nghề này còn có khá là nhiều định kiến vì nó còn rất là mới mẻ. Nhưng mà tin vui là chính vì sự mới mẻ đó mà bất cứ ai cũng có cơ hội để thử. Nếu như bạn xác định được điểm giao thoa giữa ba thứ là thứ bạn giỏi, thứ bạn thích và thứ đó có ích cho xã hội, và bạn biến những cái trải nghiệm của bạn trở thành một cái video thu hút, thì bạn hoàn toàn có thể kiếm được tiền từ ngành này. Ví dụ như bản thân mình trước đây, mình là một người làm video editor thì có thể coi như là mình giỏi edit và mình cũng thích ăn uống. Và cái việc giới thiệu địa điểm ăn uống nó cũng giúp cho nhiều người có thể biết đến những cái quán ăn hay ho, cũng như là giúp cho những cái nhà hàng, quán ăn có được thêm những cái lượng khách. Rõ ràng là nó có ích cho xã hội. Cho nên mình đã làm một cái kênh review food và cũng may mắn có được khoảng 50.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội. Đồng thời mình cũng nhận được booking và nó biến trở thành cái nghề tay trái của mình. Bây giờ quay trở lại với cái nghề tay phải. Với kinh nghiệm edit video khoảng 3 năm thì mình lại có thêm một cái sở thích mới, đó là chia sẻ cái cách làm video social làm sao cho hiệu quả. Và mình thấy những cái chia sẻ đó nó sẽ rất có ích đối với cộng đồng làm sáng tạo nội dung, nên mình đã làm một cái kênh chia sẻ về mẹo edit để giúp cho video thú vị hơn. Hiện tại thì mình cũng đã có hàng trăm ngàn lượt theo dõi ở trên mạng xã hội. Và mình nhận ra một điều là khi mà bạn làm một cái thứ mà bạn thích đủ nhiều thì dần dần nó sẽ trở thành một cái thứ mà bạn giỏi. Với bản thân mình thì từ việc chia sẻ online ở trên mạng xã hội, mình đã có cơ hội chia sẻ trực tiếp tại nhiều trường đại học khác nhau về việc làm sao để có được một video social hiệu quả, cũng như là giúp cho hơn 5.000 bạn làm sáng tạo nội dung ở rất là nhiều ngành nghề khác nhau có thể edit một video chỉnh chu. Và rất nhiều bạn trong số đó đã đạt hàng chục ngàn view, hàng trăm ngàn view, thậm chí là triệu view. Và mình khẳng định rằng các bạn không nhất thiết là phải nhảy nhót, tấu hề hay là drama, mà các bạn chỉ cần xác định được đâu là thứ bạn giỏi, thứ bạn thích và thứ đó có ích cho xã hội là bạn có thể bắt đầu với công việc sáng tạo nội dung. Nhưng làm sao để mà video của các bạn trở nên thu hút hơn thì mình hoàn toàn có thể giúp được cho bạn. Bằng chứng là video này được edit hoàn toàn bởi học viên của mình sau một tháng tham gia khóa học. Khi mới bắt đầu thì bạn ấy là một con số không tròn chỉnh, không biết cắt ghép, không biết chọn nhạc, không biết chọn sound effect, không biết làm hiệu ứng. Cho nên nếu như mà bạn chưa biết gì về edit thì cũng đừng quá lo lắng. Với kinh nghiệm có thể tự sản xuất được một cái video, từ việc lên ý tưởng, quay, dựng và kiếm tiền một cách đều đặn từ việc làm sáng tạo nội dung, thì mình có thể đồng hành cùng bạn trong hành trình trở thành content creator sắp tới. Lưu ý là hiện tại có rất nhiều bên giả mạo khóa học của mình. Vì vậy, để đảm bảo đủ cái quyền lợi cũng như là cái giá trị cao nhất khi các bạn tham gia khóa học, hãy chắc chắn rằng các bạn đang xem cái video này trên những cái trang chính thức của Kobe Media. Và đường link đăng ký chính thức là kobemedia.io. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong nhóm cộng đồng của Cap Kết DC Mastery by Kobe nha. Peace.